Hôm nay Mobile Việt sẽ quay trang phục Circuit Tà Linh Ma Tướng trong vòng quay 20 ô, à không, 12 ô thôi. Để xem cái độ đẹp trai của Mobile Việt có tỷ lệ thuận với cái độ hên hay không nha. Quay luôn này, 8 công huy lần đầu tiên. 20 cái giấy, quá nhiều cái này xài bao giờ mới hết đây. mảnh tướng. Rồi, Circuit có quay tay đại pháp nha, rất là khỏe. Không biết là sử dụng cái câu thần chú được tướng Circuit luôn này anh em ơi. Như vậy là cũng khá là hên rồi đấy anh em mà chưa có tướng Circuit. Năm về quay kho báu. Lại về quay kho báu anh em ơi. Tè đổi tên. Và wow, mình đã quay hết 8 lần rồi. Lượt thứ 9 được trang phục hiếm mà quý công tử của Triệu Vân. Mà có rồi thành ra là cũng hơi phí. Nếu anh em là chưa có trang phục Circuit này, chưa có tướng Circuit, chưa có trang phục Triệu Vân thì quay có thể nói là cũng wow. 11 lần anh em ơi, cái con số này hình như nó gắn với mình rồi. Buồn như con chuồn chuồn. Thôi thì tiếp tục buổi cục xì nâu là mô ba lấp rồi. Nếu bạn đang có nhu cầu mua lick Nuke Mobile uy tín giá rẻ đến ngay shop mobileviet.vn nha. Lời anh em có thể mua lick Nuke Mobile, liên minh huyền thoại Free Fire, Box Mobile. Có thể thử vận may và có thể nhận được rất nhiều tướng và trang phục với giá 50.000 Việt Nam đồng hoặc 100.000 Việt Nam đồng nha. Rất nhiều game để anh em lựa chọn thì sắp tới mình sẽ cập nhật trên shop nhiều lick hơn như lick Free Fire và lick game bắn súng Box Mobile để các bạn nhiều khi là chơi được cô vai chán thì có thể chuyển sang chơi Free Fire. Mình mất nhau khó bao nhiêu đôi môi mình có sai sai tha.
subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.